Hello. Hello Cường. Yes. Sao mình vào muộn thế? Có lịch học mà, không nhớ à hay sao? Yeah. Nói lớn lên nào, Cường nói lớn lên nào, cô không nghe chị hết đấy. Dạ yeah, cô. Sao mình hôm nay vào học muộn như vậy? Thế Huyền My có ở đó không? Bật cam lên nào. Vô cô. Ừ. Bật cam lên nhá. Mình không có tình trạng học vào muộn như lần như ngày hôm nay đâu đấy. Ngày hôm qua mình đã phải nghỉ mất một buổi học vì các bạn không vào học. Cái này là vào để ôn thi cho các bạn chứ không phải là gì hết đấy. Phải vào mà học chứ. Hôm qua cô đã chờ mất 30 phút, các bạn không ai một ai vào hết đấy. Tối ngày hôm qua, lịch của chúng ta cố định là 17:30 tối thứ bảy chủ nhật mà. Nhẹ hôm qua em vừa mới đi Tết đâu cô. Ừ. Tối hôm qua, các bạn nhớ lịch cố định cho cô là tối thứ bảy chủ nhật 17:30, các bạn phải vào phòng trước tầm 10 đến 15 phút để đảm bảo cái hệ thống mình học nhá. Bắt đầu từ tuần sau là không có tình trạng cô phải chờ quá muộn như thế này đâu nhá. Thôi rồi. Cường học chung với Huyền My đúng không? Dạ. Huyền My đã vào lớp chưa? Hay là ngồi chung nó luôn thì để cô giờ bắt đầu dạy. Vào cô. Ok. Thế thì mình chờ Huyền My vào rồi cô sẽ share bài mình làm. Cô hỏi cái này mình học sách theo phiên bản nào đấy nhỉ? Cô chiều cái này nhá, mình xem nhá. Ở lớp 7 đúng không? Mình lớp 7 đúng không? Xem cho cô cái cuốn sách nào để cô chọn cái đề thi cho phù hợp nào. Thế Huyền My nào bật bật cam lên cho cô nào. Ok, bạn Huyền My cho cô xem cô chúng ta học cái phiên bản sách nào đây? Sách thí điểm hay là sách thể cú hoặc là sách I Learn Master? Nào sách nào? Mình học sách nào? À, Smart Course, quyển này hả? Ok. Lớp 7 đúng không? Mình là lớp 7 với lớp 6 đúng không? Thì cô sẽ luyện bổ sung thêm. Ok. Em lớp 6 cô. Cô biết rồi. Về cơ bản thì các cái giảng thì ở lớp 6 thì mình đang học đơn giản là một số cái thì ví dụ như gì thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, rồi là một số cái cơ bản
chưa cao đâu. Lên lớp 7 thì mình sẽ học sang thì quá khứ. Rồi thì một số thì lát nữa cô sẽ hướng dẫn mình học tiếp theo luôn. Trong quá trình mình sẽ làm bài tập. Được rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phát âm trước. Số cái phát âm cái buổi trước ấy, buổi trước cô cũng dạy chúng ta đúng không? Mình có một cái gọi là bài tập nho nhỏ. Mình làm một cái bài tập nho nhỏ về phát âm S và ES. Đuôi S và ES, cái đuôi số nhiều ấy, cái phát âm đuôi số nhiều lần tuần trước mình học ấy. Thì hôm nay mình sẽ làm cái bài này. Ở đây thì cô có cả cô đánh cả cái kiến thức về ngữ pháp, cái lý thuyết cho chúng ta này. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nhá. Ở đây cô chưa đánh mất cái ok. Được rồi, tạm thời cứ nếu vậy thì cô sẽ để cho các bạn làm một cái bài này trước đã. Để kiểm tra. Cường cũng học cái sách Smart Start đấy luôn à? Dạ cô. Ok. Nó cũng một dạng đề thôi. Ok, trước tiên thì mình cứ làm cái bài này nào. Choose the word that has the underlined part pronounced differently. Mình chọn cái từ được phát âm khác với các từ còn lại. Nào, làm câu số 1 cho cô nào. Mình hãy tập phát âm lớn nó lên, phát âm nó xem nó khác ở chỗ nào, đặc biệt là cái từ được gạch chân. Ok, Cường nào, Cường chọn phát âm bốn cái từ này cho cô nào. Lai phô Yes, thế thì mình sẽ thấy từ nào là phát âm nó khác nhỉ? game ôn quay là từ ôn quay cơ. Always, always, always là khác đúng không? Ok, thế cái câu B. Câu B thì mình phát âm là gì? Nào, Cường nào. Dạ cô. Câu B. Cái này này. Thì mình phát âm là như thế nào? Dạ cô. Full. Rồi. Full. Ok. Game. All the way. Play. Bây giờ có phát âm nhá. Mình xem thử cái. Đặc biệt là mình hãy nhìn cái từ được gạch chân này. Hãy xem này. Play. Fold. Game. Always. Thế từ nào? Bốn từ có phát âm vừa rồi thì từ nào nó bị sa bị khác? Từ nào nó khác biệt? Nhỉ? Cường nhỉ? Mình thấy từ nào nhỉ? Đáp án nào? Đáp án con. Huyền Minh nào, Huyền Minh hỏi cho cô nào. Em thưa cô, em chọn đáp án ơi ạ. Ấy. Ok. Hey. Play. Fall. Game. Always. Thấy nó khác ở đâu chưa? Fall. Đây nhá, có bên nhá. Play. A. Play. Game.
day, always. Ok, đây là các cái từ mà chúng ta cần phải xem này. Cho cô chụp trước nào, cô sẽ sau cái phiên âm. Phiên âm của các từ này. Đây, các bạn nhìn vào đây nhá. Full là từ câu, là câu B nhá. Rồi. Play. Play. Cái từ được cái chân. Phải phát âm là A. Nhá. Play. Rồi. Game. Game. A. 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 Từ này. Cái âm. Đây là một nguyên âm, gọi là cái âm đôi ấy. Thì mình sẽ phát âm là A. A. Phát âm từ âm E sang âm I. A. Nào. A. I. A. A. Nha. Game. Đấy. Rồi từ cuối cùng. Always. Okay, always. Yeah, always. Cái âm mà mình gạt chân, gạt chân ở đây là cái âm A này này. Cái letter A này này. Thì đây cũng nó cũng đọc là A. 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 Thế thì ở cái câu vừa rồi thì đáp án là câu B, không phải là A đâu nhá. B. Fall. Fall. Play. Game. Always. Fall. Yes. Rồi sang câu số 2 nào. Huyền nào, phát âm bốn câu này, bốn từ này cho cô nào. Big, time, fly, night. Đấy, thế thì mình thấy từ nào là cái từ nào được gạch chân phát âm khác nào. Em cho cô là câu A ạ. Yeah, A. Big, time, time, fly, light. Đấy, cái từ này này, đúng rồi, A là đúng rồi đấy. Nhưng mà cái cách phát âm của Huyền nó vẫn chưa được chính xác này, cái từ này này, cái time, 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 nhá, không phải là time đâu, time, time, đây, từ này nó sẽ phát âm là time, I, cái từ I này này, cái từ I này, nó sẽ là nguyên âm, I, I, từ âm A sang âm I. 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 Time. Đấy, phía sau này âm M. Time. Time. Yeah. Fine. Fine. Rồi. Light. Light. T này. Phát âm phải có T này. Light. Light. Đấy. Rồi. Câu tiếp theo nào. Câu số 3 nào. Cường nào, phát âm câu số 3 cho cô nào. Volleyball, basketball, never, picker. Volleyball, basketball, never, and packet. Volleyball, basketball, never, packet. Thế Cường chọn đáp án nào? Packet. Packet. Basketball. Volleyball. Yeah, right. Never. Phát âm là E. Never. Nice. Huyền nào, phát âm bốn từ này cho cô nào.
Favorite lemonade. Potato. Soda. Yeah. Favorite lemonade. Potato. Soda. Yeah, cái này này. Soda. Oh. 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 Đấy, nguyên âm âm o, o, nguyên âm o, o. O sang u. O. Soda. Potato, potato. Lemonade. Ơ này. Favorite. Ơ này. Cái từ được cái chân nó phát âm là ơ này. Ơ này. Ơ này, con này là ơ. Nhá, câu D nhá. Ok. Khi mình phát âm thì mình phải phát âm chuẩn. Khi đó thì mình mới chọn đáp án đúng được. Nào, câu cuối cùng nào, Cương nào. Ear, hat, heavy, red. Nó sẽ được phát âm là ear, 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 hat, heavy, red. Nha. Ear, hat, heavy, red. Các bạn, đây là câu nào? Cường. Câu A con. Right. A. Ok. Ở lớp 7 thì mình cũng ôn lại toàn bộ các cái dạng thì của lớp 6. Nói chung là cái thì, cái thì ấy, cái ten ấy, nó sẽ đi suốt trong 12 năm mình học luôn ấy. Ngay cả khi lên đại học, mình học cái phần về cái tiếng Anh ấy, thì nó cũng phần ngữ pháp nó cũng có liên quan đến thì. Cho nên là làm thì không phân biệt lớp nào hết ấy. Chỉ chẳng qua là mình đang ở cái level lớp 10, lớp 6 thì họ chỉ cho gọi là phân bổ cái chương trình nó khác thôi. Chứ còn lên lớp 7 mình cũng phải học, phải ôn lại toàn bộ thì của lớp 6. Bởi vì trong lớp 7 thì nó bao hàm lớp 6, những kiến thức đã học từ lớp 6 đi lên. Cho nên là cường lớp 7 thì mình cũng cứ ôn lại thôi. Bởi vì hàng ngày làm đề kiểu gì cũng gặp. Một số cái câu ví dụ trong bài đọc hiểu ấy, nó xen lẫn tất cả các thì luôn ấy. Nào, câu số 1 nào. What is Lan doing now? See? Aerobic. Aerobics. Nào, đáp án nào nào. Huyền My nào. Em thưa cô, em chọn đáp án A ạ. A, why? Tại sao? Bởi vì trong từ what is mình không thể trả lời là A được, hoặc cũng không thể trả lời là do hoặc đơ, bởi vì từ âm đầu câu hỏi không phải là do you gì hết cô. No. Cái này ấy, một cách nhanh nhất, có một cái dấu hiệu nhận biết khi mình học cái đây là cái thì hiện tại tiếp diễn. Đúng không? Mình học thì hiện tại tiếp diễn rồi đúng không? Ở trường là mình học cái này rồi đúng không? Cái này có cái từ now này. Mình thấy từ now không? Now. Cái này là một cái dấu hiệu nhận biết khi mình làm đề thi, chỉ cần thấy nó xác định ngay thì hiện tại tiếp diễn. Nha. Cứ thấy now này, at the moment này. Đấy. Là thì hiện tại tiếp diễn ngay lập tức. Và ở đây là thì hiện tại tiếp diễn, cho nên sau si. Tức là nếu mà thì hiện tại tiếp diễn thì là be cộng ving, be cộng verb in. Thì sau si đối với be, đặc từ to be phải là is. Và thêm doing. Phải là is doing. She is doing Arabic. Yeah. Tiếp theo nào. Câu số 2. I'd like apple, orange and bananas, please. Cái này liên quan đến mạo từ này. Nào. Cường nào. Cái này thì mình học rồi này. Theo chương trình sách này thì mình có học nhanh hơn, đẩy nhanh hơn so với chương trình sách khác đấy. Nên là
Nào, I like cái mạo từ nào? Để Ừ, em đưa câu đi. anh câu nào? Để em chọn câu D cô. Gì? Câu này hả? Đúng chưa? Chưa đúng đâu. Ở đây, ân là sẽ dùng cho danh từ số ít. Gọi là danh từ số ít nhá, không dùng cho danh từ số nhiều. Cho nên ở đây mình phải dùng, ở đây thì cái câu chỗ trống thứ nhất là chỗ trống thứ hai mình sẽ dùng hoặc ăn, riêng chỗ trống thứ ba mình không thể dùng hoặc ăn được, bởi vì bananas có s, nó tương đương với là số nhiều. Nếu có s thì nó là số nhiều này, các bạn nhớ chưa này, s là số nhiều này, cho nên không thể dùng hoặc ăn. Mà ở đây mình phải dùng một cái gì đó, một cái từ khác, một cái dạng từ khác để chỉ cái số nhiều này. Cho nên là ở đây mình sẽ dùng sum trong cả cái câu này ấy, hay là có sum. Vì thế theo phương pháp loại trừ thì mình loại trừ được câu C và câu D, còn câu A and B. Nào, Cường thử chọn lại xem cho cô nào, A or B trong hai đáp án. A or B? Ai A. No. Một danh từ có nguyên âm đứng đầu thì mình sẽ dùng an, apple, orange. Có cái từ, các bạn có biết cái từ mà các thầy cô thường gọi là chuyển miệng cho chúng ta một cái tip để nhớ cái từ đấy không? Nó là từ uể oải ấy. Cái từ uể oải ấy chính là các cái từ nguyên âm mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái dùng ăn này này, là dùng phải ăn nha. Apple, orange and banana thì phải là I like an apple, an orange and some bananas, please. Câu B mình đúng này. Rồi, câu số 3 nào, Huyền My nào. không biết em được I want. em được cô chọn cô ơi ạ. I want a can of chocolates. No. I want a chip. Một cái chip chocolate này. Đúng không? Chip chocolate này. Hoặc là box, box chocolate. Ok, nice. Cường nào, câu này nào. Mình like gì? Đây là mình thì thích một cái thời tiết rất là ấm. Mình sẽ sắp xếp theo từ là tính từ và danh từ ấy. Gọi là sao? Mình like with the one. No. No, it's wrong. Mình có cái quy tắc như sau. Tính từ luôn đứng trước danh từ. Nhá. Và danh từ luôn đứng sau tính từ. Tính từ là đóng bổ nghĩa cho danh từ, cho nên ở đây warm, warm này chính là một tính từ, và weather là danh từ, warm nó bổ nghĩa cho danh từ weather. Câu B mình đúng này. Ok nào, Huyền My nào. Cái này là thường ở cấu trúc lớp 6 thôi. Nó cơ bản là cấu trúc ở lớp 6 thôi. Ok. Nice. Nào. Câu này nào. Cường nào. Kiến thức cũ này, cái này thì mình Dạ Cường làm lại thì nó em thích cũng cô ở kiến thức giọng cũ cô đấy. đề
How long? Yeah, how long? No, how often? D. How Tôi often sẽ do you play đi badminton? D, đúng rồi, D. D phải đúng này. How often do you play badminton? 3 times a week. Yes, okay. Nice. Okay. Two accessible answer from list below. Nào, bây giờ mình nhìn cái câu hỏi này nhá. Sau đó mình sang cái câu trả lời bên này này. Câu trả lời bên này này. A. How often does you, how often does Ming play soccer? A. He plays soccer. B. I listen to music. C. He plays soccer twice a week. D. No thanks. I'm not hungry. Nào, câu nào nào? Huyền Minh nào? Em đưa cô em chọn câu C. C. Câu C đúng không? No. Yeah, right. Okay, I'm sorry. Yes. C. Ôi, tiếp nào. Would you like some noodle? Cường nào? Would you like some Em chọn câu D ạ. noodle? G, right. Okay, very good. Nào, Huyền My nào, câu số 3 nào. What do you do in your free time? Em thưa cô em chọn câu B. B. Yeah, nice. Which sports does not play? Yes, A. Okay, nice. Cái này thì là bài đọc rồi này. Mình chuyển sang bài đọc này. Read the following passage and choose the best answer. Nào, có số 1 nào. Where does Miss Lan with a leaf? Nào, bây giờ mình sẽ đọc cái đoạn, đọc dò luôn nào. Nhá, cái này thì ở đây mình sẽ chọn chọn đáp án như thế này thì chúng ta có thể đọc dò được này. Gọi là scanning. Cái skill reading. Reading skill là phải đọc dò. Scanning. Nào, Midland live in gì nhỉ? Đáp án nào nào? Huyền My nào? Em cho cô em chọn cô Vi ạ. B. Yeah, right. Okay, what is his big mirror of the day? Now. Em thưa cô, em chọn B. B, yeah. His big mirror is a lunch. B, right. Next. How often does he play basketball? Nào, hai bạn nào? Bạn nào biết câu trả lời? Cứ bật mic nói, không sao, chỉ có hai bạn thôi đúng không? Không ồn đâu. Nha, cứ bật mic như thế mà nói nha. Em đưa cô, em chọn câu C ạ. C. Okay. Right. Very good. Three times a week. Okay, now next. What does he do in his free time? His free time. Em thưa cô em chọn cô đi. Chị. Yeah, very good. Now next. Đây là câu trả lời này. He speaks carefully in gì đây? Bài câu hỏi này. In one or two. Watch. À, đúng rồi, mình sẽ trả lời. Đọc cái bài này thật cẩn thận và sau đó trả lời chỉ một hoặc hai từ thôi. Nhá, cái này là từ rút gọn này. Một hoặc hai từ. How many seasons are there in the country? Nào,
Mình chỉ trả lời rút gọn trong hai từ, các bạn gói gọn trong hai từ, lấy từ trọng tâm nhất cho cô. Nào, các bạn, hai bạn nào, thì câu nào nào, cái từ nào sẽ trả lời trọng tâm how many season, bạn có bao nhiêu mùa, có bao nhiêu mùa? Em thưa cô là T em thưa cô là T A four season. There for reason. Thế thì ở đây họ chỉ giới hạn là chỉ được một hoặc hai từ thôi. Thế thì mình trả lời bao nhiêu? Cái trọng tâm nhất nào? Thì em thưa cô A là four. four. Đúng rồi. Four. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Mình có những cái phải đọc đề nhá, không phải là có những đôi lúc các bạn thường thường là cứ trả lời không đọc đề mà cứ trả lời nguyên, có thể là không đúng mà đâu nhỉ. Phải nhìn nhìn đề thật kỹ này. Một câu tiếp theo. What do you often do in the summer? What do you often do in the summer? Nào, gì nhỉ? Làm cái gì, thường làm cái gì, chúng ta thường làm, bạn thường làm cái gì vào mùa hè? Đọc xuống gần cuối của đoạn nhá. Em thưa Cô là cô right. Right. Go fishing. That's okay. Go. Okay, next. Do you wear warm clothes in the winter? Do you wear warm clothes in the winter? Đáp xuống phía dưới tiếp nào. Warm clothes. Nếu ở cái này thì mình phải trả lời như là gì? Với một câu hỏi general question thì mình sẽ trả lời như thế nào? Với cái có cái từ do hoặc là the hoặc là did. Did thì trong trường hợp ở lớp này thì mình đã học được cái là thì quá khứ rồi thì có sẽ là did. Thì những cái câu hỏi phải bắt đầu bằng cái hơn ngữ ấy, bắt đầu bằng trợ động từ. Am, either, are, rồi do, the, did. Sau này chúng ta còn học thêm là have, had, has. Thì câu trả lời luôn luôn là yes or no. Nào, yes or no? Câu trả lời là gì? Huyền My nào, câu trả lời ở đây là gì? Em thưa cô, Yeah, yes, yes. I Yeah. Ok, vậy thì mình chỉ cần Z là được rồi, bởi vì nó có giới hạn trong một đến hai từ. Nếu như trả lời đầy đủ thì là yes, I do. Nhưng nó lại quá ba từ rồi thì mình chỉ cần là yes là được rồi. Ok. Nó sắp xếp cả câu này theo nghĩa. Sắp xếp cả từ thành câu có nghĩa nào. Sắp xếp cả từ này thành câu có nghĩa gì? Cô sẽ gợi ý cho các bạn một cái từ đầu tiên, I.
thưa cô là go up phần go up phần go jogging in the evening. I often no, repeat again. Can you repeat again? Nói lại cho cô nghe nữa. I often go jogging Jogging in the evening. Thế don't mình để đâu? Don't go jogging cơ. Yeah. I don't often. I often don't. No. Phải là I don't often. I don't often. Yeah, I don't often go jogging in the evening. Ok, tiếp câu số tiếp theo nào. Ok, để cô xem nào, cô xem hai câu này. Câu này. Ok. Mình sẽ làm một bài nghe thử nhá. Test mình nghe thử nhá. Các bạn. Các bạn bên bên đấy mình nghe có tốt không? Cái âm thanh có tốt không để có bật cái bài nghe mình test thử nó như thế nào. Rồi nhá, có bấm nhá. Nó chỉ có 24 giây thôi này. One. Hello. Hi, Jenny. This is David. How are things? Pretty good, thanks. Listen, I was wondering if you're doing anything on Sunday. No, I don't think so. Great. Would you like to see a movie with me? Oh, yeah. That sounds great. Thanks. One more time. Mình nghe lại một lần nữa nhá. Đọc này, mình trước khi nghe lại lần thứ hai, cô sẽ cho các bạn đọc cái đáp án nào. An apologize for missing a movie. An invitation to a movie. And a cancellation of movie. Mình hiểu rồi đúng không? Nghe lại lần nữa nào. Để cô xem nó nghe lại được không nào. One. Hello. Hi, Jenny. This is David. How are things? Pretty good, thanks. Listen, I was wondering if you're doing anything on Sunday. No, I don't think so. Great. Would you like to see a movie with me? Oh, yeah. That sounds great. Thanks. Yeah. Đáp án gì nhỉ? Câu nào? Đi thi mình chỉ nghe được hai lần nào, có câu nào? Dạ câu C cô. C. No. It's B. Đấy, cái người cái bạn nam hỏi là cái bạn nữ chủ nhật có rảnh không, và bạn nữ nói là không, thì bạn nam là nó muốn mời bạn ấy chủ nhật đi xem phim, invitation, một cuộc mời để xem phim. Tiếp nào. Mình nghe tiếp nhá. Đi thi mình chỉ nghe hai lần thôi. Two. Hello. Hi, Tony. This is Bob. Hi, Bob. What's up? Oh, nothing much. But I have a favor to ask. Would it be okay for me to borrow your stereo on Sunday? Mine isn't working very well, and I have some new CDs I'd like to listen to. Well, okay, I guess that's all right. Thanks. See you tomorrow. Yeah, bye. Who is that? Oh, it was Bob. He wants to borrow my stereo again. Not again. Okay. Cái câu cuối cùng mà bạn... cái người bạn này nói với mẹ của bạn này ấy chính là đáp án rồi đấy.
Ngồi nghe cả phía sau không? Nào, nghe lại một lần nữa này. Two. Hello. Hi, Tony. This is Bob. Hi, Bob. What's up? Oh, nothing much. But I have a favor to ask. Would it be okay for me to borrow your stereo on Sunday? Mine isn't working very well, and I have some new CDs I'd like to listen to. Well, okay, I guess that's all right. Thanks. See you tomorrow. Yeah, bye. Who is that? Oh, it was Bob. He wants to borrow my stereo again. Not again. He wants to borrow the stereo. No. Câu nào nào? Đã gửi cái phần để mình nghe được đáp án rồi đấy. Yeah. Đúng rồi, copy. Tiếp xem này. Three. Hello. Hi, John. This is Rita. Hi, how's it going? Well, okay, but I'm afraid I have to cancel our date. Remember, we were going to see a play together? Yeah, I've already bought the tickets. Oh, I'm so sorry, but I have to drive my dad to the airport. Oh, well, I'll see if I can get someone else to go with me. Yeah, sorry about that. Ok, nào nghe lại một lần nữa này. Cái này là cô sẽ gợi ý cái phần, ngay cái phần hai câu đầu tiên ấy. Hai câu đầu tiên mà cái người hồi thoại, cái nhân vật đang nói với nhau á, là có thể là cho chúng ta được cái đáp án rồi đấy. Nha, nghe kỹ cái phần đầu ấy nha. Three. Hello. Hi, John. This is Rita. Hi, how's it going? Well, okay, but I'm afraid I have to cancel our date. Remember, we were going to see a play together? Yeah, I've already bought the tickets. Oh, I'm so sorry, but I have to drive my dad to the airport. Oh, well, I'll see if I can get someone else to go with me. Yeah, sorry about that. Đấy. Bạn nào nào? Phần đầu ấy. Nghe lại một lần nữa nhá. Lần cuối cùng là cái phần đầu thế này. Nhớ có cái từ cancel. Chú ý nghe kỹ. Phải luyện nghe thường xuyên thôi các bạn ạ. Three. Hello. Hi, John. This is Rita. Hi, how's it going? Well, okay, but I'm afraid I have to cancel our date. Remember, we were going to see a play together? Yeah, I've already bought the tickets. Oh, I'm so sorry, but I have to drive my dad to the airport. Oh, well, I'll see if I can get someone else to go with me. Yeah, sorry about that. Yeah, đáp án nào nào? Em cho cô em chọn câu C ạ. Right, C. Is cancellation of a date. Tiếp nào. Phần này. Four. Hello. Hello, David. This is Paul. Oh, hi. Listen, you know we're supposed to meet at 6 tonight for dinner? Yeah. Is there a problem? No, but can we meet at 7 o'clock instead? I think I'm going to be late. No problem. Actually, that's better for me, too. Great. See you at 7 o'clock. Ok, one more time. Nghe mình lại một lần nữa nào. Đọc các cái câu trả lời này cho cô nhá. An a request to change a meeting time. An offer to change a meeting time. A promise to change a meeting time. Four. Hello. Hello, David. This is Paul. Oh, hi. Listen, you know we're supposed to meet at 6 tonight for dinner? Yeah. Is there a problem?
No, but can we meet at 7 o'clock instead? I think I'm going to be late. No problem. Actually, that's better for me, too. Great. See you at 7 o'clock. Now, go now, now. Go now. Bạn nghe được không? Cái này là về cái gọi là nhân viên, một cái nhân viên đặt hàng, gọi là có một cái chỗ meeting, thời gian gặp mặt ấy, cái cuộc meeting thay đổi thời gian. Nghe làm lần nữa nhá, các bạn nghe kỹ này, nghe kỹ cái người đầu dây bên kia ấy, người đầu dây bên kia nói. 4. Hello. Hello, David. This is Paul. Oh, hi. Listen, you know we're supposed to meet at 6 tonight for dinner? Yeah. Is there a problem? No, but can we meet at 7 o'clock instead? I think I'm going to be late. No problem. Actually, that's better for me, too. Great. See you at 7 o'clock. Bạn nào? Cường nào? Em giữ cư em chọc cô B. B, right. Ok, câu cuối cùng nào? Tạm thời thì mình cứ đọc cái đáp án trước đã nào. A suggestion about where to have dinner. An apology for missing dinner. A complaint about dinner. Okay, now let's start. 5. Hi, Joan. I know it's late, but I wanted to call and apologize to you. Well, I was wondering why you didn't meet me for dinner. I am so sorry, but my husband called me at work and told me that he was not feeling well, so I had to go home and take care of him. I was so busy, I forgot to call you. Well, I understand your problem, but you really should have called. Right. Lần này thì mình nghe một lần là đã hiểu được vấn đề rồi đúng không? Ok. Đấy là một số cái bài mà mình làm ở đây thôi. Đây là cái đề này này. Rồi các bạn thường xuyên vào cái đề này mà làm nhá. Các bạn nhớ thường xuyên vào đề làm đấy. Rồi sang cái phần tiếp theo. Cô sẽ chiếu cho các bạn cái phần cái lớp 7 thì mình sẽ có học ở thì quá khứ rồi đúng không? What? Yeah. Ở đây tạm thời thì cô sẽ cho ôn lại cái cách phát âm S và S. Ở đây cô có để cả cái lý thuyết nó ở đây luôn này. Nha, các bạn áp dụng vào 5 câu này nào. Làm 5 câu này cho cô nào. Bây giờ là 29 rồi. Cô cho 30 đi. 8:40. 10 phút. 10 phút là quá nhiều nhỉ. Ok, không sao. Cô cho 10 phút các bạn để làm 5 câu này. Nha, 5 câu này.
bạn ơi, các bạn thấy cái màn hình của cô đúng không? Các bạn. Dạ có. Bạn thấy cái màn hình cô xe đúng không? Mình nghe bên cái hệ thống ở bên cái team bên cái điện thoại nó có vấn đề rồi à? Dạ không có. Sao có thể cái màn hình của Huyền bị đơ nhỉ? Được rồi. Ok, nào làm bài nào. Mình làm nào. Câu số 1 nào. Ở đây có kiến thức rồi, bây giờ thì dễ rồi đúng không? Có thể dễ phân biệt. Dạ, em thức câu số 1 cho cô đi. Right. Ok, thì câu số 2 nào. Câu số 2 chọn câu nào? C. Nào. One more time. Câu nào? Exactly. C. Okay, right. Nào, câu 1 với câu 2 thì tại sao lại là C và D? D và C. Lý do? Huyền nào? Huyền My nào? Cái lý do? Câu số 1 nào? Câu số 1 tại sao lại là D? Em thưa cô bởi vì từ kết thúc bằng âm vô thanh đọc là C. S, âm vô thanh là đọc là S. Còn còn âm còn lại thì mình sẽ đọc. Trường hợp còn lại thì sẽ đọc là đúng không? Là Z. Yeah. Ok. Câu số 2 cũng vậy. Rồi câu số 3 nào? Câu số 3 nào? Cường đâu rồi? Được rồi, chọn câu A. Ấy? No. No. Mình đọc lại nào, mình xem lại nào. Câu 3 không phải là A đâu. Mình nhìn vào cái từ cuối. Cái từ kết thúc ấy. Nó là gì? Nhìn thật kỹ nhá. Ok, xem nào. Cường nào xem kỹ lại rồi con. Cường với Huyền My mình xem kỹ lại là đáp án nào nào. Nhìn vào cái âm cuối cùng ấy. Cái từ. Có gợi ý được cái từ cuối cùng rồi đấy. Mình xem đối chiếu lên cái lý thuyết trên này. Cái lý thuyết này với là cái từ của kết thúc này, từ kết thúc bằng. Ở đây sẽ đặc biệt là từ kết thúc. Ở đây nó vẫn còn thiếu á. Em chưa quên chọn câu C ạ.
Relative? No. No. C. D. D. Photograph. Yeah. Rồi, câu số 4 nào. Câu số 4 nào. Snacks. Follow title writer. Cái này dễ hơn này, câu số 4 và câu số 5 nó dễ hơn nhiều này. Cường đâu rồi? Cường cho con D. D? No. Xem lại nào. Câu B là câu. Không, mình xem thật kỹ vào, đừng đoán mò như thế. Nên nhớ là tại sao nhá. Xem này, xem cái thúc này, cái này là âm vô thanh đấy, cái phía dưới là âm vô thanh và câu số 4 và câu số 5 là âm vô thanh và âm hứa thanh. Okay. Câu A. Đúng rồi, câu A. Đoán là A. Nào, câu số 5 nào. Street, fold, book, make. Nào, cái này cũng vô thanh và hữu thanh này. Em chưa quên chọn câu B. Right. Đúng rồi. B. Yes, okay. Đấy. Các bạn cứ vận dụng cái lý thuyết ấy là có thể làm tốt được tất hoặc là đúng được tất cả cái bài mà liên quan đến phát âm S và ES. Nhưng cái này á nó sẽ đeo dai dẳng cho chúng ta từ lớp 6 cho tới hết lớp 12. Khi mà mình đi thi tốt nghiệp cấp 3 ấy, cũng vẫn đang học cái này này. Cũng vẫn phải thi cái này này. Nên là các bạn phải chú ý nhá, nhớ, ghi nhớ thường xuyên. Rồi, cái này là phát âm xuôi. Cái này là phát âm. Phát âm xuôi ET. Cái này là phát âm xuôi ET. ET này là nó sẽ sang hình như là. Để cô xem nào. Để cô một chút nào, cô xem cái chương trình học của lớp 6 ngữ pháp nó đã học đến bài nào rồi nào. Wait a minute, cô sẽ xem là ngữ pháp lớp 6 mình học đến để có học được cái phần ET này không. Lớp 7 thì mình học đã học được cái này rồi đấy. Thì hiện tại hoàn thành thì quá khứ đơn rồi. Ồ, đến rất là nhiều thì lớp học nào. Cái phần ngữ pháp này hình như là nó không có liên quan lắm. Ok. Không sao, cô vẫn sẽ giải cái phần này cho các bạn. Mặc dù là huyền lớp 6 nhưng mà cô cũng mình cũng có thể là biết trước một chút cũng không sao đâu, đúng không? Ít chấp thì mình sẽ sau này mình sẽ được mở ngữ và luyện thành thục hơn thôi. Ok bạn cường phải chú ý cái phần này. Ở đây cách phát âm đuôi et, cái đuôi et mà ở thì quá khứ ấy, cái động từ chia thì quá khứ ấy, đuôi et sẽ có ba cách phát âm. Cách thứ nhất it là it. Sau nó là T và T. Ví dụ nhá, cô lấy ví dụ này. Từ gì ta? Từ gì cho các bạn dễ nhớ nhở? Đây. B. D. Visited. Từ này sẽ đọc là visited. Đôi et này nó sẽ được phát âm là it. Bởi vì trước nó là chữ t và t
tức nó là T này. Và tương tự ấy, at, at it, đây cũng thế này nhá. Có đi, đi và thi, cứ đi và thi đứng trước cái đuôi ed thì mình cứ làm một âm, làm một âm eat it. Ồ, các bạn nên nốt là những cái kiến thức màu đỏ này đi, nó quan trọng lắm đấy. Rồi cách phát âm thứ hai là t, phát âm là t sau những phụ âm vô thanh trừ âm t, bởi vì âm t, âm t này là phát âm ở cái cách thứ nhất rồi. Ví dụ như là em, mặc dù là cái âm vô thanh thì mình sẽ không ấy đâu, nhưng mà những cái từ nào mà phát âm ấy là những âm vô thanh, có những từ như thế này này, phát âm vô thanh, những âm vô thanh thì nó sẽ được phát âm là ch, 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 ch. Ví dụ nhá, p này, rồi k, k này, f này, ch này, sh này, rồi s này, ss này, t này. Đấy là những cái từ, đây là những cái từ mà thường kết thúc, thường được phát âm là âm vô thanh nhá. Đây là những cái từ này, cái từ phía sau này này. Cái này là những cái từ thường được biết được phát âm là âm vô thanh. Đây là những cái từ được phát âm là âm vô thanh này. Rồi, cách phát âm thứ ba là ch. Ch. Sau những nguyên âm và phụ âm hữu thanh trừ âm ch này, trừ cái âm ch này, bởi vì nó đã là thuộc trường hợp thứ nhất rồi, thì tất cả mình chỉ cần nhớ được hai cái trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ hai, nó cũng tương tự như là s và es. Nhớ được hai cái này thì các bạn sẽ loại trừ được âm thứ ba, cách phát âm thứ ba ch, theo những nguyên âm và phụ âm hữu thanh là phát âm ra tiếng. Ví dụ kiểu là b, v, z, g, m, n, l. Đấy là những cái phát âm như vậy. Ví dụ như là cái từ còn lại ấy, cái phát âm còn lại. Còn ở đây chỉ cần là ch, ch. Đây. Đấy, mình chỉ cần nhớ hai cái đầu thôi là có thể phát âm làm loại phương pháp loại trừ được rồi nhá. Ok rồi, Cường không học à? Cái này lớp 7 của Cường mà sao là cứ đứng ở phía sau thế? Cái là kiến thức lớp 7 mà. Em thấy cô Cường cũng lớp 6 luôn. À hả, Cường cũng lớp 6 à? Ơ, có thấy danh sách là Cường lớp 7 mà nhỉ? Ờ, thế à? Ồ, thế là cô cứ tưởng là cần lớp 7 chứ. Không sao. Thế thì mình cứ, nếu như là mình mới lớp 6 thì cô sẽ để cho các bạn thử làm hai cái câu đầu thử như thế nào nhá. Làm hai câu đầu thử như thế nào nào. Hai cái câu đầu này mình chỉ cần nhìn vào cái phương pháp loại trừ nhá, đặt phương pháp loại trừ cho cô. Làm phương pháp loại trừ nào. Xem nào. Úi, nó có nhận được cái gì nào. Từ làm phương pháp loại trừ cho cô nào. Phần mình nào nhìn xem. Loại trừ. Cái đuôi ET đây. Nó sẽ hơi, nếu lớp 7 thì lớp mình lớp 6 thì nó sẽ hơi là khó một chút đấy. Ok, cô sẽ, không sao, cái này cô sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn này. Ở đây, câu số 1, cái chữ arrived, từ này, nó được, từ những từ này sẽ được, cái từ vở, từ này nhá, nó sẽ được phát âm là một âm hữu thanh, tương tự, đây cũng vậy, hữu thanh, đây cũng hữu thanh, nhưng sang cái này là vô thanh. Cái này là vô thanh nhá,
Nên suy ra đây là đáp án đúng. Đáp án chính xác này. Khi mình phát âm này. Arrived, believed, received, hoped, hoped. Phát âm khác liền đúng không? Received, believed, received, hoped, hoped. Nó phát âm là t. Yeah, nó khác liền đúng không? Câu số 2 này, sang câu số 2 nó cũng như vậy. Đây nó cũng là bộ hữu thanh này. Đây cũng hữu thanh này. Dưới này cũng hữu thanh nốt này. Mình cái từ sau là hữu thanh hết đấy. Rồi, cái này là vô thanh này. Opened. Knocked. Knocked. Late. Acute. Nha, đây là đáp án B. Đấy. Nếu như các bạn chưa học thì cô sẽ chỉ hướng dẫn qua thế thôi nha. Hướng dẫn qua thế thôi. Ok. Được rồi. Mình qua làm thêm một vài câu ở cái đề bên kia nữa, ở bên Easy Class nữa thôi. Sau đó cô sẽ làm cái bài tập về nhà, cái bài tập. Huyền My và Cường biết sử dụng Easy Class rồi đúng không? Mình vào được cái phần kiểm tra này đúng không? Thế thì được rồi, đúng rồi. Thế thì đây cô sẽ mở ra nhá. Mình mở vào chọn làm đề kiểm tra giữa kỳ 2 nhá. Sau đó làm cho cô cái đề 04. Đề này. Đề kiểm tra giữa kỳ học kỳ 2 lớp 6 đề 04. Nhá. Các bạn, đây là bài tập về nhà của các bạn đấy. Nhá, làm Cường và Huyền My làm đề này. Sau đó khi hai bạn làm ấy, nếu mà mình học chung thì hai bạn ngồi chung và làm chung một lần luôn. Rồi Cường lấy cái điện thoại, Huyền My lấy cái điện thoại ấy, mình quay video lại nhá. Quay video cả mình toàn bộ quá trình mình làm rồi up lên cái page của trường. Cái này này, chung cái điện thoại sau đó quay video khi mình đang làm ấy, có hiểu không? Lát nữa cô sẽ chiếu cho các bạn xem cách để làm nhá. Hai bạn làm em với Cường làm chung hay là mỗi người quay một video khác cô? Làm chung cũng được, sau đó chỉ cần biết là Huyền My và Cường nộp bài là được nhá. Đấy, đây là bài tập về nhà các bạn phải làm này. Thứ bài tuần nộp sau ở đâu? Lát nữa cô sẽ hướng dẫn cho. Đúng thứ, đúng hạn các bạn là từ giờ cho đến tối thứ bài tuần sau 7:30 phải có bài cho cô để cô xem các bạn làm, sau đó cô sẽ chữa nhá. Các bạn có làm hay không để cô chữa cái bài này 04 này. Rồi. Ok, đây là phần mà cô hướng dẫn này. Đề 04 nhá. Rồi, cái tiếp theo. Ok, để cô mở cô hướng dẫn các bạn làm nào. Vào Facebook ấy, bố mẹ mình có cái Facebook đúng không? Bây giờ mình lớn rồi mình cũng có Facebook mà. Đúng không? Vào Facebook và chọn cho cô nhập vào tìm kiếm. Đâu nào? Chọn tìm kiếm và làm tìm cho cô cái tên trường này. Trường Anh của Giang to be. Trang to. Đây. Cái tên trường này nhá. Thấy chưa? Nhớ chưa? Nhớ là nhóm công khai 1,1 nghìn thành viên nha. Nhớ chú ý vào đúng trang đấy. Cái trường này. Tốt nhất là nốt lại đi. Không, ngày mai, ngày mốt các bạn lại quên không biết đang ở đâu. Coi vô Facebook xong rồi mình vô chỗ nào rồi mình... Tìm kiếm, vô phần tìm kiếm. Vào phần tìm kiếm ấy. Mình vào phần tìm kiếm ấy. Sau đó, rồi mình chọn tìm cái tên trường này. Rồi mình vào nhá. Sau đó mình vào cái phần đăng bài này, tạo bài viết công khai này. Ví dụ nhá, mình quay video và mình vào đây tạo bài viết công khai này. Sau đó ở đây có video này, ảnh và video này, mình vào đây này. Sau đó nộp lên. Nhớ là kèm theo cho cô cái dấu này.
số thăng IPA 2 nhá. Nhá. Nhớ cho cô cái hashtag này này là để cô tìm lớp các bạn này và kèm theo tên của các bạn. Huyền, ví dụ là Huyền My và Cường là được. Thế thôi. Nhớ nhá. Hiểu chưa? Rồi, cái cách để quay video là đây. Để cô xem nào. Đây, ở đây có rất là nhiều lớp các bạn, các em đã quay video và làm nộp bài tập về nhà. Đây là cái nơi để chúng ta là nộp bài tập về nhà đấy. Cô sẽ vào đây để kiểm tra các bạn đã có học bài tập về nhà hay không này. Để cô xem nào, cái bài mà các bạn làm. Câu ta. 3, 2, 1. Đây này, web IPA 1 cũng làm như thế này này, cũng kèm theo cái hashtag này này. Đây, 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 cái cách này này. Mình ngồi làm sau đó quay ở Easy Class, quay cái trên máy tính là quay như thế này này. Nha. Với mức độ đề của các bạn phải làm là ở đây thường cô sẽ cho các bạn bỏ qua cái phần nghe thì mình không phải làm đâu nhá. Cái phần nghe không phải làm và tất cả các câu phía trước đều phải làm hết cho cô. Mở ra và làm quay video từ bài từ câu 1 cho đến cái câu tiếp tục cái phần nghe đấy. Cái phần nghe phía sau cô sẽ không buổi sau cô sẽ check các bạn cùng nghe sau nhá. Nhớ chưa? Nhớ cách làm ở đâu chưa? Ok. Rồi. Mình thử search đi xong rồi mình mở một cái tab khác hoặc là dùng cái điện thoại search cho cô cái này nào. Search cái trường này nào. Search cho cô cái trường này, sau đó mình tham gia nhóm để sau này mình tìm nó dễ. Mình ấn tham gia nhóm sau đó là sau này chỉ cần vào cái phần nhóm của Facebook ấy thì là có thể đăng rồi. Tìm thấy chưa? Huyền My đã tìm thấy được cái page của trường chưa? Dạ em đang vô phần tìm kiếm cô. Phần tìm kiếm. Thấy chưa? Vào phần tìm kiếm mình là thấy chưa? Dạ rồi. Thấy cái trường Anh ngữ Giang To Be đúng rồi đúng không? Mình ấn vào cái phần tham gia nhóm đi. Ở đây có cái từ tham gia nhóm ý. Thấy không? Mình có thấy kiếm. Dạ rồi. Ừ, mình tham gia chưa? Còn vào chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Ok, ok. Rồi. À, được rồi đấy. Bây giờ mình chỉ cần vào cái phần nhóm của Facebook ấy là mình có thể đăng bài và ấy rồi đấy. Cứ đăng lên và kèm theo hashtag cho cô nhá. Yeah. Ok. Nhớ là bài tập cái đề số 04 đề thi giữa kỳ 2 nhá. Thứ bảy tuần sau mình vào lớp đúng giờ 19:30 vào lớp cho cô. Cô vào lớp mà muộn là không được có đề tình trạng như ngày hôm nay. Vào lớp 1 này. Đấy. Lớp mình rất là đông. Cô thấy là khá là nhiều bạn đấy. Nhưng mà sao cứ có thấy có hai bạn mà. Có Huyền My với Cường vào học thôi. Không sao. Cô vẫn sẽ dạy. Một bạn cô cũng sẽ dạy. Ok. Nhớ vào học. Nhớ lịch nè. Thứ 7. 19:30 tới thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Lịch cố định. Rồi làm bài tập về nhà thường xuyên. Còn gì nữa không ta? Các bạn ở cái phần mềm Easy Class ấy, có cái phần luyện nghe rồi check từ vựng, check phát âm này nọ. Mình vào cái phần từ vựng, có cái chữ từ vựng ở cái hàng phía dưới. Và có cái phần ngữ pháp ở đây luôn. Mình vào đó học và check từ vựng phát âm.
để cải thiện cái kỹ năng phát âm của mình. Bởi vì lớp mình là lớp IPA mà, là phải phát âm phải chuẩn rồi. Nhưng mà do là bạn đang đến kỳ thi, sắp đến kỳ thi nên là cô chỉ để là mình ôn luyện trước. Ôn luyện trước thôi. Còn các bạn phải check từ vựng để phát âm chuẩn nhất có thể nhá. Có thể Huyền với Cường phát âm chưa chuẩn lắm đâu. Một số từ vẫn còn sai và một số từ còn gọi là phát âm theo quán tính, theo cái suy nghĩ mình đoán nhá, nhớ cố gắng đấy. Ok, được rồi, hôm nay cô sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây. Yes, thanks for lesson today. I'm going to say goodbye. See you next week. Goodbye. Remember to homework. Nhớ làm bài tập về nhà nhá. Yeah. Okay. Hả là tối thứ bảy nhá.